đạo hiệu Thượng Phước Hà Thuần, viện chủ chùa Trí Phước chứng minh cho buổi lễ. Thành tâm đại đầu đặt lễ cung thỉnh ngài quang lâm ban bố cho chúng con đôi dòng pháp ngữ trong ngày đại lễ Phật đản năm nay. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Toàn thể đạo tràng một tràng pháo tay để cung nghinh hòa thượng chứng minh quang lâm ban đạo tử. Ngài dù tuổi cao sức yếu nhưng với ý nghĩa thay Phật tuyên dương chánh pháp, với ý nghĩa hoằng dương đạo pháp cho thế hệ con cháu, ngài vẫn quang lâm để chứng minh cho buổi lễ và các đạo tử dùng bao thành tâm cung thỉnh ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị đồng hương và đồng bào Phật tử có mặt ngày hôm nay, cùng với mọi người con Phật đang theo dõi qua hoặc đài báo hoặc là đài nghe những thông tư. Ngày hôm nay là ngày rằm tháng tư, cho nên có rất nhiều chùa tự hành lễ Phật đản, dù âm thầm hay là có mời các báo chí các Phật tử cùng dự lễ. Nhưng thưa quý vị, cách đây hơn 2600 năm trước, chúng ta không có báo chí, chúng ta cũng không có tập trung được Phật tử. Thế mà tất cả mọi người có Phật ở tại thành các tỷ nó về cùng với nhóm của năm 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 cũng kiểu Trần Như cùng với chư vị thánh và các tu tập ở nơi rừng sâu núi thẳm đó, và vẫn nghe tin của Đức Phật Thích Ca đản sanh, nghe thầy Tịnh Tất Đạt Đa đản sanh, là ông tiên A Tư Đà đoán rằng sau này thế gian của chúng ta nhất định sẽ có bậc vị nhân đem giáo pháp để mà tuyên dương cho tất cả chúng sanh tu tập. Quý vị biết rằng thời đó ở Ấn Độ có trên cả trăm tôn giáo, nhưng chưa có bậc vị nhân nào đi ra đời mà được những vị tiên thần ở từ những nơi xa xôi để được đoán mộng và chiêm ngưỡng vì hình tướng của thái tử Tất Đạt Đa. Ở đây tăng ni chắc ai cũng có đọc qua cái quyển mà lúc sơ sanh của Đức Tu Đàm, từ đó mà làm thời xưa ở Bảo Liên Hoa thì chỉ có in trắng đen mà thôi, nhưng mà rất đầy đủ từ khi sơ sanh, khi tu tập cho đến khi thành Phật. Hôm nay chúng ta ở đây may mắn sống trên một cái đất nước quang minh, và trong thời đại chúng ta là cách đây hơn 25 năm thì chúng ta đã thấy rằng tất cả những cái gì hiện trong ý nghĩa này chúng ta qua được truyền hình, truyền thanh, báo chí để chúng ta biết từ câu đầu tiên chúng ta có suy thật thì đều được tất cả. Tuy nhiên chúng ta biết được để mà làm gì? Nếu chúng ta chỉ thực hành một lời của Đức Phật dạy, tứ ác mạt tác, trung thiện phụng hành, tình từ tùy ý, thì chư Phật giáo và tất cả những gì nhiều lần thì phải làm, tất cả những cái việc khác thì chúng ta đều phải ngưng bỏ. Nếu mà chúng ta áp dụng được điều đó thì không những người ở xung quanh nhà chúng ta, chồng vợ con cái cho đến những người xung quanh đều được an lạc và hạnh phúc. Nếu trái lại, chúng ta hàng ngày có tụng kinh niệm Phật thuyết pháp rất là giỏi, nhưng mà chúng ta quên đi những người sống xung quanh mình, thì khi đó chúng ta không được an lạc
cho từng bản thân của chúng ta, từng người xung quanh. Mỗi một lúc chúng ta lên chùa, mỗi một lúc chúng ta lên Phật, chúng ta đều nhớ những lời của Phật dạy để chúng ta hành trì, mong đem lại cho cuộc sống hiện tại mà những lời Pháp là an trụ ngay cho trong cuộc đời này, chứ không phải là xa lạ. Với một sự thực hành được như vậy thì chúng tôi tin rằng chúng ta có thể sống 100 tuổi, sống hơn 100 tuổi, nhưng mà chúng ta vẫn minh mật, chúng ta vẫn nhớ lời Phật dạy để chúng ta thực hành cho nên chúng ta được an lạc. Chúng tôi tin tôn thể đức tăng ni cùng với toàn thể thiền nam thiền nữ Phật tử và đồng bào đồng hương xa gần đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay, cùng hàng tu tập giữ gìn ai nhớ để cho thân thể chúng ta được nhẹ nhàng và chúng ta xả bỏ từ trong này đi, chúng ta sẽ không làm như bao lại từ trong này nữa, chúng ta sẽ còn được tâm tốt đẹp đang lên và đang chuyển động đang động. Kính chào tiếp tục thiền đức cũng như toàn thể vị thiền nam thiền nữ Phật tử Kim Anh Ngô Thường Hoa Vị Thiền Pháp. Chúng con xin được thành tâm ngay đầu đặt lễ niệm ơn đức trưởng lão Hòa Thượng, và giờ phút này chúng con xin được cung thỉnh chư tôn Hòa Thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng Hoa Nghị Quang Lâm chuyển trên lễ niệm hương kiến thức cử hành nghi thức đại lễ Phật đản. Xin cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Minh Hồi, Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Minh Mẫn, Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thông Hải, và xin cung thỉnh thượng tọa Đạo Hiệu Thích Thường Tín, thượng tọa Đạo Hiệu Thích Huệ Minh và chư tôn thượng tọa Quang Lâm để cử hành nghi thức buổi lễ hôm nay. Xin cung thỉnh thượng tọa Đạo Hiệu Thích Tĩnh Mạc và diệp chúng xin cung thỉnh thượng tọa Đạo Hiệu Thích Trung Nghĩa lòng tượng hạnh cho buổi lễ Phật đản ngày hôm nay, và xin ăn hộ quốc việt cũng như ba hợp ca chuẩn bị bài trầm hương độ. Trầm hương đốt xóm ngã mười phương, nguyện nguyện kính đức nghiêm từ vô lượng, cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con vần vần khoái kết mây hai bàn tay
Nam mô A Di Đà Phật.
ông điều vũ thuần quốc thải dân an cam qua độn tức tai nạn thời hữu thế giới thanh đình chúng sinh an lạc phổ nguyện pháp giới chúng sinh tình dự vô tình tê thành phật dường ngày khánh đạt ngày hôm nay. Xin quý vị một nàng vào tay thật dài.